Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio. Ở trong clip ngày hôm nay, bên em giới thiệu đến với tất cả quý vị và các bạn một dòng bát gân mút mà cho lời ca rất sáng. Đây dòng bát 30 anh em nhá, bát 30. Một cái điểm mà các anh em nhìn thấy ở đây là một cái lòng của cái bát gân mút này rất là sâu. Anh em có thể nhìn thấy cái rất là sâu. Đấu dây sẵn một tí em chắc nghe. Đây là chiếc bát RCF30 có công suất tối đa là 350W ở trở kháng 8 ohm, cấu hình từ 156 côn 65. Dòng này là dòng xương sắt, màng giấy và gân mút. Gân mút thì thông thường là tiếng trống sẽ ấm và lời ca nó sẽ êm. Riêng con này lời ca này tương đối sáng, các bác hát hò rất dễ hát. Và sau đây em test một chút nhạc để mời các bác mình nghe và đánh giá chất âm. Và sau cái test nhạc cuối chương trình, bên em có báo giá sản phẩm này. Mời các bác. Bên em thực hiện một đoạn test nhạc ngắn. Các bác nghe thấy tiếng trống đánh rất là tốt, lời ca sáng. Con bát này anh em có thể ghép để hát karaoke hoặc nghe nhạc rất là hay. Với giá thành cặp bát này là 1,1 triệu một đôi và được bao ship toàn quốc. Loa này anh em có thể lắp cho những chiếc loa nằm, một bát hai tép hoặc loa cây, hệ thống 3 đường tiếng, bát trung tép. Còn trên thực tế đã có rất nhiều anh em đã ghép mà gân mút để làm loa phun đơn, một bát một kèn. Nếu anh em làm lắp con bát này làm loa tép kèn, anh em ghép với một chiếc tép kèn côn 35 như con D250 của bên em, từ 10 côn 35 rất hợp, rất hay để lắp loa phun đơn. Khi lắp phun đơn thì những con này anh em biết giá thành hết sức là bình dân rẻ, nó thì tầm sấp xỉ khoảng trên dưới 3 triệu cả vỏ. Và em sẽ dừng đây, xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio. Để được tư vấn và mua sản phẩm này, anh em gọi điện trực tiếp cho em qua số máy 0904 61 23 23. Và xin chào các bác và cảm ơn các bác đã theo dõi video của Huấn Audio.